Bài ghép xe ngang vào nơi đỗ. Chúng ta tiến xe song song với cửa nhà xe, cách khoảng 50 cm. Khi vai ngang với biển chữ V thì chúng ta dừng lại, lấy hết lái trái và chúng ta tiếp tục tiến lên. Trong quá trình tiến xe, chúng ta chú ý quan sát gương hậu bên trái. Khi thành xe chiếu thẳng vào góc vuông bên trong của nhà xe thì chúng ta dừng xe. Chúng ta giả thẳng lái một vòng rưỡi. Sau đó vào số lùi, lùi thẳng vào trong nhà xe. Trong quá trình lùi, chúng ta chú ý quan sát gương bên trái để đảm bảo thành xe luôn chiếu vào góc vuông cuối nhà xe. Khi bánh sau bên trái cách vạch ngoài của nhà xe khoảng 20 cm thì chúng ta lấy hết lái trái, tiếp tục lùi vào trong. Quan sát hai gương hậu. Khi hai bên thành xe song song với hai bên vạch của nhà xe thì chúng ta dừng lại, trả thẳng lái, lùi tiếp xuống cuối nhà xe. Khi hai bánh sau đè lên vạch vàng ở trên xe thiết bị sẽ có tiếng chuông báo hoàn thành bài thi, thì chúng ta lấy hết lái trái tiến ra khỏi nhà xe. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài ghép xe ngang vào nơi đỗ.